Chào anh em nhá. Đợt vừa rồi mình cũng đăng cái video đi thăm tổ chòe ấy, thì tình cờ gặp cái tổ chim chích ấy. Thì kiểm tra ở trong ấy, thì thấy có một con chim con. Thì đăng lên thì một số anh em bảo đó là chim tu hú. Nhưng có một số anh em hiện bình luận là cũng chưa chắc phải chim tu hú. Thì sau đó vài ngày thì mình ra đây mình sẽ kiểm tra lại xem có đúng là chắc là chim tu hú không anh em nhá. Thì đây, cái tổ hôm trước này nó làm ở cái cành lá này. Thì bình thường thì mình cũng không để ý đâu. Thế nhưng mà đúng là hôm tình cờ đi chặt cây thì phát hiện ra. Thì hôm nay thì kiểm tra cho anh em xem. Đây, tổ làm rất khéo anh em nhé. Tan từng sợi một lớp ở dưới cái lá. Thì hôm nay mình sẽ trực tiếp để có khi phải nhấc ra anh em ạ. Đấy, để mình nhắc nó ra anh em nhé. Chim mẹ nó kêu đấy. Ôi, đúng tu hú rồi anh em ạ. Đấy, chim mẹ vẫn kêu bảo vệ con rất ác này anh em này. Đây, hôm nay nó đã lớn rồi anh em ạ. Thì mình nghĩ con này chắc chắn là tu hú rồi, không phải chim chích nữa vì nó to đấy. Sau và mình cũng muốn giải thích cho anh em biết được rằng là cái chim tu hú này không hiểu vì sao nó lại đẻ vào cái tổ chim chích này như thế. Có khi nó là một trong những các loài chim là có vẻ vô nhân tính nhất ấy, trong số các loài chim ấy, mình biết ấy. Nó rất háu ăn này, lúc nào ăn này. Đấy, mình đã từng xem được rất nhiều tổ chim ở quê đây rồi. Từ cu gáy, trào màu, chòe than, rồi đến chim khuyên, cà cưỡng. Đến mùa phi sinh sản thì tất cả chim nó đều tấp lập làm tổ nuôi con, cắp mồi. Thế nhưng mà riêng cái loại này, tu hú này thì nó này, nó lại đẻ vào cái tổ chim chích. Đấy, một số anh em thì bình luận thì bảo bỏ nó đi. Nhưng mà mình nghĩ con chim non này nó cũng chả có tội gì cả. Nó do tạo hóa thì kệ nó đi. Chỉ tội cho cái cặp chim chích kia thôi. Người thì bé mà đoạn sau ít nữa anh em nào mà đã từng từng thấy cái cảnh cảnh chim chích nó bón mồi cho con thì anh em biết. Người thì chim bố mẹ thì bé mà chim con thì to như nắm tay ấy. Thế mà vẫn bón, vẫn cặm cụi bón. Những cái loài chim, kể cả những cái loài chim săn mồi, nó đi đến mùa sinh sản thì nó đều nó đây này anh em thấy nó giữ không này, động mà nó nào ấy rồi này. Đấy, nó giữ từ trong trứng rồi anh em nhé. Bởi vì những cái loài này không hiểu ra bản năng sao nó cứ là nó nở trước thôi. Nó nở trước nó sẽ bỏ trứng của những con chim chích ra để nuôi một mình cho cặp chim bố mẹ chỉ nuôi một mình nó thôi. Mà chim này nó rất háo ăn anh em ạ. Những cái loài chim săn thịt khác ấy thì đến mùa sinh sản thì nó vẫn cặm cụi, nó mặc dù nó rất săn mồi các loài khác ấy, nhưng mà việc nuôi con thì nó vẫn có trách nhiệm rất cao, thậm chí nó sẵn sàng bảo vệ tổ. Nhưng mà riêng cái dòng chim tu hú này thì đúng là loài chim rất vô nhân tính. Thôi nhưng mà nó là hôm nay để làm cho anh em xem thì mình biết chắc đây là con tu hú rồi. Rồi thì kệ nó thôi anh em ạ. Mình sẽ lại thả lại tổ nó, coi như là đây là bản năng tạo hóa cho nó thôi. Này anh em nhìn này, nó rất háo ăn này. Đấy, nó còn mổ mình ấy chứ lại đấy. Này, nó mổ này anh em này. Đấy, tu hú này, tu hú. Đây nó chỉ tầm 4-5 hôm nữa là nó tự ăn này, tự ra tổ đấy anh em nhé. Này, nhìn cũng khá đẹp đấy. Thôi anh em đợi mình để mình lại thả lên nhá. Đây là mình cũng làm cái video để giải thích cho một số anh em người ta chưa biết, thì biết thế nào được cái chuyện chim nó như thế này, nó làm tổ, nó nuôi con như nào đấy. Chim bố mẹ chích kia vẫn còn
kêu rất nhiều để mà bảo vệ tổ này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nó mổ này. Nó mổ mình luôn đấy. Đấy. Chim bố mẹ thì vẫn nhiệt tình kêu bảo vệ tổ. Này, rất mất công nuôi, rất tội cho đôi chim chích này. Mất bao nhiêu công đàn tổ, cắp mồi. Nhưng ngược lại lại nuôi cho con chim của một cái loại chim khác. Này, anh em nhìn thấy nó giữ không? Nó đã giữ từ trong trứng rồi anh em nha. Cái bọn này này. Đấy, thấy chưa? Thế nhưng mà nó là chim này do tạo hóa, do tự nhiên rồi thì thôi, mình cứ kệ thôi. Cũng không ấy gì cả. Đấy, để quay lên cho anh em xem. Anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo. À, quanh nhà mình thì vẫn còn những cái chim bình thường thì nó vẫn còn. Đấy, chim chích nó vẫn kêu rồi. Không hiểu sao cái dòng chim chích này nhìn thấy con nó to thế mà vẫn cặm cụi bón mồi, cũng không nhận ra. Đấy. Kêu ấy ngòi này, thấy mình ra lạ là kêu ấy ngòi này. Này, làm tổ thì cũng rất khá kín nhé. Đây, nó làm được cái cây ngái này là rất chim chích, nó hay rất làm này. Đấy. Đây, giờ là đây. Đấy, quay lần nữa cho anh em xem. Đây, ổn định này, để lại cho nó. Đấy, thấy chưa? Nó giữ từ trong trứng luôn anh em ạ. Từ lúc chim nhỏ này nó đã giữ rồi. Nó còn mổ mình luôn đấy. Đấy. Nó mổ à. Thôi, chào anh em nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ nhé.